Nhiều anh em hỏi mình là camera 360 zin cho Kia và Hyundai thì nó sẽ lắp như thế nào. Và tiện thể đây thì đây là một chiếc xe của idol TikTok Hùng Rơm. Và mình đang lắp để mà quay lại cho anh em xem thử là các chi tiết zin thì nó sẽ như thế nào. Và chúng ta phải đánh đổi bằng cách là tháo cái phần đầu ra. Thì đây là cái sản phẩm anh em ạ. Đây là cái MCU. Đấy, camera 360 theo xe TechPad. Đấy, phiên bản này là phiên bản Zone 4. Đấy, Blood. Thì nó sẽ cắm zin. Và như vậy thì nó khác so với cái thế hệ camera 360 trước đây. Đối với Hyundai Kia thì chúng ta sẽ phải đấu dây rồi cắm qua đường AV, nó không được nét. Thì với cái phiên bản đời mới của cái bản TechPad này này thì nó sẽ nét hơn, bởi vì nó sẽ chuyển qua đường mạch. Ví dụ như là ở đây là cổng chuyển là LVDS hoặc là HDMI, nên là nét vượt trội hơn hoàn toàn. Đó, đây nó có hai phiên bản này, Zone 4 thì là bản này vẫn là đấu dây, nhưng mà riêng cái bản Zone 4 Blood thì nó sẽ là theo xe, zin theo xe. Rồi. Và khi mà lắp ấy, chúng ta sẽ phải đánh đổi một chút, đó là chúng ta phải mở cái màn hình nguyên bản của xe ra và chúng ta sẽ cắm zin vào cái mạch này anh em. Đấy. Ở trên cái màn hình theo xe ấy, nó có hẳn một cái cổng chờ. Có nghĩa là nếu mà tại Hàn Quốc thì nó có cam 360 zin thì nó sẽ cắm vào đây. Nhưng mà về Việt Nam thì nó sẽ bị cắt đi. Thì chúng ta sẽ cắm mạch. Đây, mình sẽ quay cái chi tiết cắm này. Thì đầu tiên đây là bộ mạch của 360, chúng ta sẽ cắm zin này. Đây, quay vào đây cho anh. Đấy. Cắm zin luôn. Đấy. Và sau đấy ấy, thì cái này chúng ta sẽ cắm vào theo xe anh em. Đấy, chúng ta sẽ đấy. Chúng ta sẽ cắm zin ở đây luôn. Và thêm một cái nữa. À đây, cái phần này là cắm vào đây. À, thì đấy là một chi tiết cắm zin của cái màn hình. Và ở đây ấy, nó có thêm một cái cụm dây, nó chuyển sang cổng OBD zin của xe, nó cũng sử dụng bằng cắm zin. Em quay vào đây giúp anh. Đây. Đó, nói chung là cái này ở cái khâu kỹ thuật thì anh em đấy, chỉ được cắm vào thôi. Và chúng ta cắm vào cái đồng hồ ô đô đây, mình cắm chắc luôn. Đấy. Và chúng ta cắm vào cái màn hình audio nguyên bản. Đây. Cũng là cắm zin luôn. Đó. Sau khi cắm tất cả mọi thứ, đây, thôi mình cứ để tạm cái này ra đấy. Tí nữa mình sẽ cắm vào. Đây, chúng ta sẽ cắm cái mạch ở trong màn hình. Đây, em quay sát đây. Đấy, cái mạch ở trong màn hình. Thì nó sẽ đi từ đấy, đi từ đây, từ cái mạch màn hình ra cái đầu này đây anh em. Đấy. Và cái đầu này thì chúng ta sẽ cắm zin theo gọi là cái hộp cam 360 zin. Đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ kết nối cái bộ cam 360 trực tiếp vào màn hình. Thì nó sẽ nét hơn hoàn toàn. Đây, một tí nữa mình sẽ cắm hết toàn bộ những cái rắc. Và anh em nhìn thấy không? Gần như là không đấu một cái dây nào cả. Nó sẽ đảm bảo chúng ta là ở cái khâu mà lắp đặt dễ. Và lắp đặt như này thì nó sẽ rất là gọi là nét hơn hoàn toàn. Bởi vì là như anh em biết đến với cái thế hệ cũ ấy, thì chúng ta sẽ phải chuyển qua đường AV. Thì đường truyền AV với cả đường truyền LVDS hay là HDMI thì nó nét hơn hoàn toàn. Đấy, chắc chắn. Và đó là cái quá trình mà bên ngoài. Còn camera thì chúng ta sẽ có những cái dây rắc này. Đấy, để chuyển ra 4 camera ở 4 phía. Đây, mình sẽ quay ở phía đầu, phía bên trên này đi. Đây là chúng ta sẽ kéo những cái dây điện từ cái hộp tổng, nó sinh ra 4 cái dây, chúng ta sẽ kéo ra đây. Đấy. Và chúng ta lắp vào đây này. Đây. Đấy. Và một chút nữa thôi thì cái hoàn thiện của cái cam 360 này nó sẽ zin trên xe. Và mình sẽ quay đến cho anh em. Và đây là cái thế hệ camera của năm 2024. Nó sẽ nét hơn hoàn toàn, nó sẽ zin và nó đảm bảo được cho chúng ta là cái độ sắc nét cũng như là quá trình lắp đặt của anh em thợ nó cũng vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, một cái điểm yếu nhưng mà chúng ta phải chấp nhận lựa chọn, đó là đối với những cái dòng xe như là Ford này, Mazda này thì chúng ta không phải tháo cái màn ra, nhưng mà đối với Kia Hyundai chúng ta tháo cái màn ra và chúng ta lắp zin. Đấy, tất cả mọi thứ là cắm zin theo xe luôn. Thì như vậy ấy, chắc chắn là cái độ nét nó sẽ nét gấp 3, gấp 4 lần so với hệ qua đường AV. Và nếu như anh em có nhu cầu thì mình nghĩ là cam 360 nó phải đảm bảo được cái yếu tố là nét. Thì TechPad Zone 4 là một trong những cái dòng như vậy.